Thưa quý vị, chiều nay tại huyện ủy Phong Điền, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết Tết quân dân năm 2024. Dự hội nghị có đại diện cơ quan quân khu 9, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức các tiểu ban Tết quân dân, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân các địa phương Phong Điền, Bình Thủy, U Môn. Tết quân dân năm 2024 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa dân tộc và nhân gian sâu sắc. Ban tổ chức đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội thông qua nâng cấp mở rộng lộ giao thông, lắp đèn chiếu sáng các tuyến đường, xây mới sửa chữa 48 căn nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân, tặng 600 phần quà cho gia đình chính sách hộ cận nghèo, 100 suất học bổng và 90 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa hơn 6 tỷ đồng. Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động Tết quân dân năm 2024 là ban chỉ đạo đã thực hiện công trình bức tranh bản đồ hành chính thành phố Cần Thơ bằng gạo pha màu lớn nhất với diện tích 14m x 17m. Nguyên liệu thực hiện bằng hạt gạo được xác nhận kỷ lục Guinness Việt Nam. Ngoài điểm tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy quân sự quận Cái Răng, Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức Tết quân dân với tổng kinh phí 25 tỷ 384 triệu đồng, vận động xã hội hóa gần 4 tỷ đồng. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Tết quân dân lần thứ 18 đã tạo được ấn tượng và ý nghĩa sâu sắc và được nhân dân đồng thuận cao, tạo được phong trào thi đua sôi nổi và nhiều ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân huyện Phong Điền. Theo kế hoạch, Tết quân dân sẽ được tổ chức lần thứ 19 năm 2025 tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Trong tháng 4 tới, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ô Môn tổ chức Tết Cho Trần Nam Thơ Mây tại phường Châu Văn Liêm.